Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, Chúa đến từ xa, Kinh Thánh nói là Tin Lành xứ xa làm mát mẻ lòng người khát khao. Chắc chắn là như vậy. Điều thứ hai, tôi tin rằng ở trong sự mục vụ đầy tớ của Chúa là con của mục sư David McCracken đã chia sẻ chúng ta buổi sáng hôm nay, và đầy tớ mục sư Steve là con của mục sư này. Và đây là một gia đình hạnh phúc, một gia đình được phước, phải không quý vị? Và theo tâm tình tục ngữ của người Việt Nam á, một gia đình mà được phước á, là cha hơn con nhà có phước, con hơn cha nhà có phước. Tại vì tôi muốn nói cha hơn con nhà có phước mà tôi thấy nhìn xuống mục sư cha nhìn tôi thấy sợ quá, tôi phải đổi lại vậy. Nhưng mà thật ra là con hơn cha nhà có phước. Điều đó tôi chắc chắn là chiều hôm nay chúng ta sẽ đón nhận một sứ điệp phước hạnh. Tôi tin chắc như vậy. Nên mục sư Khánh đừng có ngạc nhiên, Samen Quỳnh sẽ hơn Samen Khánh nha. Samen Quốc sẽ hơn Samen Dương nha. Con sẽ hơn cha đặc biệt. Chúng ta sẽ đón nhận điều này. Xin Chúa ban phước cho đầy tớ của Chúa. Và chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón đầy tớ của Chúa. We welcome you, Pastor Steve. This is your time. May God see you to bring the heaven atmosphere to the conference. Oh, praise God. Ngợi khen Chúa. It is such a privilege and honor to be here today. Thật là một đặc ân và vinh dự cho tôi được có mặt ở đây. And I want to thank you, Pastor Samuel, and for inviting us to be here. Tôi muốn cảm ơn Mục Sư Lâm vì đã mời chúng tôi đến đây. I love the body of Christ. Tôi thích thân thể của Đấng Christ. I love the family of God. Tôi yêu thích gia đình của Đức Chúa Trời. I love the fact that we're a small part in something much larger. Thực ra tôi thích cái sự thật đó là chúng ta chỉ là một phần nhỏ thuộc về một cái gì đó to lớn hơn. So it's a blessing and a privilege to be here with you today. Nên thật là phước hạnh và vinh dự cho tôi được ở đây cùng với quý vị trong hôm nay. I want to honor Vin and Yen and our friends from Australia for just serving and loving us so well. Và tôi muốn cảm ơn những người bạn ở bên Úc của chúng tôi đã hỗ trợ, đã giúp đỡ chúng tôi rất là tốt trong những ngày qua. And I want to honor my natural father, David McCracken. Và tôi cũng muốn tôn trọng một sự là David McCracken là cha của tôi. Many people have said you are so much like your father. Có nhiều người nói nhìn ông giống y như ba của ông vậy. And then they say, I'm sorry, you probably hear that a lot. Và rồi họ nói, ôi xin lỗi vì tôi nghe. Hear that a lot. Tôi nghe điều này rất là nhiều. And I say my greatest honor is to be the son of my father and the son of my father. Nhưng mà thật sự là vinh dự cho tôi khi tôi được làm con của cha thiên đàng và là con của cha trên đất của tôi. Amen. I have the privilege of walking with my dad in life and ministry. Tôi thật vinh dự khi được cùng phục vụ Chúa với ba của tôi ở trong chức vụ. And I can truly say that as I follow Dad, I end up closer to God. Và tôi có thể thật sự nói rằng khi tôi càng gần gũi với ba của tôi thấy mình càng gần gũi với Chúa. That's God's desire for all of our lives. Đó là điều mà Chúa khao khát cho cuộc đời của mỗi chúng ta. That if people walk with us. Đó là sẽ có những người cùng đi với chúng ta. That they end up closer to God. Mà họ sẽ đến gần với Chúa hơn. People don't need to hear teaching from us. Người ta không cần nghe sự dạy dỗ từ chúng ta. As much as they need to see Christ in us. Giống như là việc họ nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta. The Apostle Paul said, "Follow me as I follow Christ." Sứ đồ Phaolô nói hãy theo tôi giống như tôi theo Đấng Christ. And he knew that because he was following Christ. Và ông biết rằng bởi vì ông đang đi theo Đấng Christ. If someone is following him. Thì có một ai đó đang đi theo ông. They had to end up closer to Jesus. Mà rồi cuối cùng họ cũng sẽ đến gần với Chúa Giêsu hơn. That's the desire of my heart for you and for me.
Đó cũng là khao khát của tôi dành cho quý vị và cho chính bản thân tôi. I have a very clear word from Father for us today. Tôi có một cái lời rất là rõ ràng từ Cha dành cho chúng ta. But before I do that, I wonder if you'd stand to your feet with me. Nhưng trước khi tôi chia sẻ, tôi muốn quý vị cùng đứng với tôi. If you are hungry, nếu quý vị đói khát, I want you to lift your hands to heaven. Tôi muốn quý vị đưa tay hướng lên thiên đàng. Father, I pray that the glory of the Lord will fill this place. Cha, con cầu nguyện để rồi vinh quang của thiên đàng sẽ đổ đầy nơi này. Father, I thank you that you are present by your Spirit. Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài hiện diện tại nơi đây bởi Thánh Linh Ngài. I thank you that the presence of God is not something from God. Con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa không phải một cái gì đó từ nơi Ngài. But the presence of God is the very presence-ness of God. Nhưng sự hiện diện của Chúa thật sự là chính con người Ngài ở đây. God with us. Ngài ở với chúng con. Emmanuel. Emmanuel. Father, would you open ears today? Cha ơi, xin mở tai của chúng con. Would you open eyes today? Xin hãy mở mắt của chúng con. And may this next hour, trong vòng vài giờ đồng hồ tới, truly be people walking with the Father. Để chúng con thật sự là những người bước đi cùng với Cha. May we hear, may we see. Để nguyện giúp chúng con nhìn thấy, chúng con nghe. May we see what the Father's doing. Chúng con nhìn thấy những điều mà Cha đang làm. May we hear what the Spirit's saying. Giúp chúng con nghe điều mà Thánh Linh đang phán. Just move right now, Holy Spirit. Thánh Linh ơi, xin hành động. Move amongst your people. Hành động giữa vòng dân sự của Ngài. I speak healing where healing is needed. Con cầu nguyện công bố sự chữa lành cho những người đang cần sự chữa lành. I speak awakened dreams where dreams have died. Con cầu nguyện cho những giấc mơ được đánh thức nơi mà những giấc mơ đã chết. I declare an open door where the enemy has tried to stop the purposes of God. Con cầu nguyện để những cánh cửa mở ra nơi mà kẻ thù đã tìm cách ngăn trở mục đích của Đức Chúa Trời. Father, I release rain on the dry and desert places. Cha, con cầu nguyện phóng thích những cơn mưa ở tại những nơi khô hạn và sa mạc. Father, and with the fire of God, fall on the living sacrifices. Con cầu nguyện công bố lửa của Ngài ở tại nơi có những tế lễ được dâng lên. Father, would you burn up anything in our lives that doesn't honor you? Cha, xin hãy đốt cháy những điều trong cuộc đời của chúng con mà không tôn cao Ngài. And today, Lord. Và Chúa ơi. May we all live as ones who are sent by God. Nguyện chúng giúp chúng con sống như những người được Ngài sai đi. Speak by your Spirit. Xin hãy phán với chúng con bằng Thánh Linh của Ngài. Speak by your Spirit. Xin hãy phán với chúng con qua Thánh Linh Ngài. Touch us, Lord. Xin chạm đến chúng con. Jesus, 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 Jesus. While we're in the presence of God. Trong khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. There was a young man standing over here. I think you were the one that brought the lectern over. Tôi thấy có một người trẻ khi nãy có khiêng bàn và cái bục lên á. Who was that? Ai là người đó? Was it you, sir? Yes, it was. Was there someone else sitting here before? Hồi nãy có ai trước đó ngồi ở đây không? Bạn Quốc Phú. Gone? There's a man here, a different man here before? Yes. Yes. Where is he? Rồi bạn Quốc Phú khi nãy đâu rồi? Bạn Quốc Phú khiêng cái bục. Someone find the man that was here. Ai đó giúp tôi tìm bạn đó. Praise God. And while they're doing that, trong khi họ tìm, Pastor Sam and Jeannie, is that right? I saw a picture of you in worship. Mục sư Samuel và vợ. And what I saw, tôi thấy một cái bức tranh trong what I saw is you fire out three arrows. Thì tôi thấy sư bắn ra ba mũi tên bằng lửa. And then I saw each of those three arrows landed in different places. Và tôi thấy ba cái mũi tên đó bắn vào ba nơi khác nhau. And where those arrows landed, và bất cứ chỗ nào mà mũi tên nó bắn vào, those people then fired out another three arrows. Thì những người ở tại cái nơi đó họ cũng sẽ tiếp tục bắn ra ba mũi tên lửa khác. So the three became nine. Đó rồi ba sẽ trở thành chín. And the Lord says, I'm moving you from addition to multiplication. Và Chúa nói Ngài sẽ nhân rộng từ cái việc thêm lên
Ngài sẽ nhân rộng hơn. And the Lord says it's not about reduced numbers to you. Chúa nói rằng đó vấn đề không phải là con số. It's about kingdom extension for the glory of God. Mà đó sẽ là một cái sự mở rộng vương quốc đem vinh hiển cho Chúa. And the Lord showed me that in each of the arrows, the people that you fire out. Và Chúa cho tôi thấy mỗi cái mũi tên mà được bắn ra đó. They each carry the right seed in them. Thì nó đều mang lấy cái hạt giống this, ở trong cái mũi tên này. This is not about less for you, it's about more for the kingdom. Vấn đề không phải là ít cho mình hay là nhiều cho vương quốc của Chúa. Trust the seeds that have already been implanted. Cho nên hãy tin vào cái hạt giống đã được gieo. And I heard the Lord just say, don't delay in firing out. Và tôi nghe Chúa nói rằng đừng có trì hoãn bắn những cái mũi tên đó ra. I hear you sometimes say, I'm not sure they're ready yet. Và tôi nghe thấy mục sư nói đôi khi tôi chưa sẵn sàng. But you'll know when you know. Nhưng mà mục sư sẽ biết khi nào. Fire them. Hãy bắn. For the glory of God. Vì vinh hiển của Chúa. Amen. Amen. Did we find? Let me come down. This angle might have been different. I can't see him there now. Tôi không có thấy được cái người khi nãy. He will come. Okay. You may be seated. Dạ, quý vị chúng ta cùng ngồi. Praise God. When he comes, let me know. Khi mà người anh em đó vào, xin cho tôi biết. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. I will get into the message, but I just want to just share what Father's just saying to me. Tôi sẽ chia sẻ một sứ điệp, nhưng mà tôi nói những điều mà Chúa Cha bày tỏ cho tôi. When we were in worship before, khi chúng ta ở trong giờ thờ phượng, I saw a picture of the Father just seated in the throne room of heaven. Tôi thấy hình ảnh của người của Cha ngồi trên ngai trên thiên đàng. And it was glorious praise ascending in this room. Và vinh quang của Chúa đầy ở trong căn phòng này. And I was aware of many different languages, not only in this room but around the world, rising as incense and worship to the Father. Và khắp nơi trên thế giới, không phải chỉ riêng ở trong căn phòng này, có nhiều thứ tiếng được dâng lên như là mùi hương của sự thờ phượng cho Chúa. And I heard the Holy Spirit say, và tôi nghe Thánh Linh phán, that the Father doesn't speak different languages, he speaks the language of the heart. Đó là Cha không có nói nhiều ngôn ngữ, nhưng Ngài nói ngôn ngữ của tấm lòng. Oh, God doesn't speak English. Chúa không có phải nói bằng tiếng Anh. God doesn't speak Vietnamese. Chúa cũng không nói tiếng Việt. God doesn't speak Chinese. Chúa cũng không nói tiếng Hoa. God doesn't speak Zulu. African. Chúa cũng không nói tiếng của người châu Phi. God speaks spirit. Nhưng mà Chúa phán bằng Thánh Linh. That's why we can all hear the spirit of God regardless of what language we speak. Đó là lý do tại sao chúng ta nghe được Thánh Linh, tiếng của Thánh Linh phán dù cho chúng ta nói ngôn ngữ nào. I have a very clear word from God for us today. Tôi có một lời rất là rõ ràng từ Chúa dành cho chúng ta trong hôm nay. And I'm believing for a shift in many people's lives. Và tôi tin rằng nó sẽ chuyển đổi, biến đổi nhiều cuộc đời. I am praying that many people's belief will change today. Tôi cũng tin rằng nhiều cái niềm tin của nhiều người sẽ được thay đổi trong hôm nay. My dad finished up saying that we need to hear the prophetic voice of God. Khi nãy ba tôi kết thúc bằng cái điểm nói rằng chúng ta cần phải nghe tiếng phán mang tính tiên tri của Thánh Linh. And as I travel around the body of Christ. Và là người đã đến nhiều nơi, nhiều trong thân thể của Đấng Christ. One of the most common questions I hear. Và một trong những cái câu hỏi thông thường mà tôi thường nghe. Is can I hear the voice of God? Đó là tôi có thể nghe tiếng phán của Chúa không? Many Christians doubt whether or not they can hear the voice of God. Có rất nhiều cơ đốc nhân nghi ngờ không biết rằng họ có thể nghe tiếng của Chúa hay không. Many believe that the pastors and leaders might be able to hear, but I'm not sure that I can hear God. Có nhiều người tin rằng mục sư hay là những người lãnh đạo sẽ dễ dàng nghe tiếng của Chúa, còn tôi không chắc có nghe được hay không. So I want to come and boldly preach the truth into your spirit. Cho nên tôi đến để giảng dị nói với quý vị trong tâm linh. And here is the word of the Lord. Đây là lời của Chúa.
You were created to hear the voice of God. Đó là quý vị được tạo dựng để nghe tiếng phán của Chúa. Amen. Amen. When it comes to us hearing the voice of God, khi nói đến việc chúng ta nghe tiếng phán của Ngài, we must start in the right place. Thì chúng ta phải bắt đầu đúng chỗ. The right place is not us hearing God. Đúng chỗ không có nghĩa là chúng ta nghe Chúa phán. The right place is God speaking to us. Đúng chỗ đó là Chúa phán với chúng ta. In life, the right starting place is always God, not us. Thì trong cuộc sống, cái nơi đúng chỗ luôn luôn là bắt đầu từ Chúa, chứ không phải bắt đầu từ chúng ta. Genesis 1 verse 1 says, in the beginning, God. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 có một nói gì? Ban đầu Đức Chúa Trời. And so when we think about, can I hear the voice of God? Và khi chúng ta nghĩ rằng tôi có thể nghe Chúa phán không? Let's shift it and let's talk about God for a moment. Thì chúng ta chuyển đổi, chúng ta hướng về Chúa. In John chapter 1 verse 1. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 1. It says in the beginning was the word. Nói rằng ban đầu có ngôi lời. And the word was with God. Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. And the word was God. Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. The starting place of God is He is a speaking God. Cho nên cái điểm bắt đầu của Đức Chúa Trời đó là Ngài là Đức Chúa Trời luôn phán. So the question is, does God want to speak? Is the wrong question. Vậy thì cái câu hỏi rằng Chúa có muốn phán không là câu hỏi sai. Fish swim. Cá thì nó bơi. Birds fly. Chim thì nó bay. God speaks. Còn Đức Chúa Trời thì phán. God could have been called anything. Chúa. Jesus could have been called anything. Chúa không thể nào gọi được gọi bằng bất cứ cái gì. It could have said in the beginning was the light. Không thể nào nói ban đầu có ánh sáng. It could have said in the beginning was the power. Hay là ban đầu có quyền năng. But it said in the beginning was the word. Nhưng mà ban đầu có lời. Words communicate. Lời nghĩa là truyền thông, truyền đạt. Words speak. Lời được nói ra. God is a speaking God. Nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời luôn phán. That's what He does. Đó là điều Ngài làm. Genesis 1 verse 3. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3. And God said, let there be light, and there was light. Và Chúa phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng. The word spoke and it happened. Lời được phán ra và nó đã xảy ra. God is a speaking God. Đức Chúa Trời là đấng luôn phán. Therefore you were created to hear the voice of God. Cho nên chúng ta được tạo dựng để nghe tiếng phán của Ngài. Why? Tại sao? Because God is the word and the word speaks. Và bởi vì Đức Chúa Trời là ngôi lời và lời thì sẽ được nói ra. And if you believe this it will change your life. Và nếu chúng ta tin điều này nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. I feel a holy commission from God. I feel a holy commission from God. Tôi cảm nhận có một cái sự sai đi, một cái thánh khiết của Chúa. And that is every person leaves this room today. Đó là mỗi một người sẽ rời khỏi căn phòng này trong hôm nay. Never ever asking again. Thì sẽ không bao giờ hỏi. Does God want to speak to me? Chúa có muốn phán với con không? God is the word and the word speaks. Bởi vì Đức Chúa Trời là ngôi lời và lời thì sẽ được phán ra. It's His nature. Đó là bản chất. It's who He is. Đó là bản chất của Ngài. He is a speaking God. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời luôn phán. Genesis chapter 2 and verse 16 and 17. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 và 17. Says and the Lord God commanded the man. Đó là Đức Chúa Trời truyền phán với con người. Are you ready to lean in deep? Quý vị có sẵn sàng để mà đi sâu hơn? The Lord God commanded the man. Chúa truyền phán với con người. In other words, God spoke to people. Hay một cách khác, Ngài phán với con người. And this is what He said. Và đây là điều Ngài phán. You are free. Đó là con được tự do. Can I say the starting point of God is freedom, not control?
Tôi có thể nói cái điểm bắt đầu của Đức Chúa Trời đó là tự do chứ không phải là kiểm soát. You are free to eat from any tree in the garden. Đó là con được tự do ăn các trái cây trong vườn. Notice how God is a God of freedom. Chúng ta để ý thấy Ngài là Đức Chúa Trời của sự tự do. And God is a God of abundance. Và Đức Chúa Trời của một sự phong phú, dư dật. Any view of God that is different to a view of abundance is the wrong view of God. Nếu chúng ta có cái nhìn về Đức Chúa Trời mà không phải là Đức Chúa Trời của sự phong phú dư dật thì đó là cái nhìn sai. God is not a leftovers God. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của cái dư thừa. God is not a barely enough God. Ngài cũng không phải là Đức Chúa Trời chỉ cho vừa đủ. God is a God who can feed 5,000 people and then take up a whole bunch of basketfuls of leftovers. Chúa ngài đáp ứng cung cấp cho 5,000 người ăn nhưng mà cũng làm gia tăng thêm nhiều giỏ đầy còn lại. God could have placed mankind into a garden with a dozen trees. Chúa có thể đặt con người vào trong vườn với hàng tá những cái cây. But he placed into a garden with more than enough. Nhưng mà Chúa đặt con người ở trong cái chỗ còn hơn cả đủ nữa. This is the nature of our God. Đó là bản chất của Chúa chúng ta. And he said you are free to eat from any tree in the garden. Và Ngài phán con được tự do ăn các cây trong vườn. But do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Nhưng con đừng ăn trái của cái cây biết điều thiện và điều ác. Notice God gives so much and he says just don't touch the one. Chúng ta thấy Chúa nói được ăn nhiều nhưng mà đừng có chạm đến một cái nhỏ xíu. Many people see God the other way around. Nhưng mà nhiều người thì thấy Chúa một cách ngược lại. Like God give us a little bit and he says you can't touch all these things. Đó là mình chỉ có thể được Chúa ban cho một ít và đừng có chạm đến nhiều cái khác. We must have a right view of God. Nên chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời. He's a God of freedom and he's a God of abundance. Ngài là Đức Chúa Trời của sự tự do và của sự dư dật. So God is speaking to people. Nên Chúa phán với con người. He's speaking to Adam and Eve in the garden. Ngài phán với Adam và Eva trong vườn. And he says you're free to eat from any tree. Đó là các con tự do được ăn các trái của cây trong vườn. But do not touch the one tree of the knowledge of good and evil. Nhưng đừng có chạm đến một cây biết điều thiện và điều ác. For when you touch it and eat it, you will certainly die. Vì ngày nào con ăn trái của cây đó, chắc chắn con sẽ chết. I'm about to say something very important. I need you to hear it. Và từ cái chỗ này tôi muốn nói một điều rất quan trọng. Before God wrote to people, God spoke to people. Trước khi Chúa viết lời Ngài cho con người thì Ngài phán với con người. Did you hear that? Quý vị có nghe điều này không ạ? There was no Bible in Genesis 1, 2 and 3. Quý vị ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, 2, 3 đó thì không có Kinh Thánh trong thời điểm đó. I thank God for the gift of the Bible. Tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta có món quà là Kinh Thánh. Does anyone appreciate the Bible? Chúng ta có trân trọng quyển Kinh Thánh không ạ? Yes. Phải. But we were not created originally to live by following words on a page. Nhưng mà chúng ta được tạo dựng không phải chỉ là đi theo những cái điều trong cái trang giấy này theo cái nghĩa đen. Adam and Eve didn't have this to follow. Adam Eva không có cái này để đi theo. They walked with God. Nhưng họ bước đi với Chúa. God spoke to them. Chúa phán với họ. And they did what God said. Và họ làm theo điều Chúa phán. That was the original design of God. Đó chính là cái thiết kế ban đầu của Chúa. And God is bringing us back to the original pattern. Và Chúa đang đưa chúng ta quay lại với cái thiết kế ban đầu của Ngài. God is a speaking God and he speaks to people. Ngài là Đức Chúa Trời luôn phán nên Ngài phán với con người. Do you know why God gave us the Bible? Quý vị biết tại sao Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh không? He gave the Bible to people who kept on drifting away from listening to his voice. Ngài ban Kinh Thánh cho những người mà cứ đang dần mất đi cái việc nghe tiếng phán của Ngài. Oh, God loved the children of Israel. Chúa yêu thương, yêu thích con dân Israel. And he wanted to be their God. Và Ngài muốn là Đức Chúa Trời của họ. He wanted to lead them. Ngài muốn dẫn dắt họ. Sometimes they listened and sometimes they didn't. Đôi khi họ lắng nghe, đôi khi không. And they kept on drifting away from listening to the voice of God. Và họ cứ dần xa rời khỏi việc nghe tiếng phán của Ngài. So in Exodus 20,
In Exodus 20. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20. God said, "I am the Lord who brought you out of slavery." Nói là ta là Đức Chúa Trời đã đem con ra khỏi nơi nô lệ đó. Now I'm going to start to write some things down. Và ta sẽ bắt đầu viết xuống. Not to be legalistic or controlling. Không phải là theo luật pháp hay là bị kiểm soát. But because I love you so much. Nhưng mà là bởi vì ta yêu các con rất là nhiều. I wish you would just listen to my voice. Ta ước gì các con nghe tiếng phán của ta. But because you keep on drifting in your heart. Nhưng mà bởi vì các con cứ xa rời từ trong tấm lòng của các con. I'm going to write down what's in my heart, says the Lord. Cho nên ta sẽ viết xuống những điều trong lòng của ta, Chúa phán như vậy. This doesn't replace the voice of God, it expresses the voice of God. Cái quyển Kinh Thánh này không có thay thế tiếng phán của Chúa mà nó chỉ bày tỏ tiếng phán của Ngài. The original design of God is that we would walk listening to the voice of God. Cho nên bản thiết kế ban đầu của Đức Chúa Trời đó là chúng ta bước đi và lắng nghe tiếng phán của Ngài. You and I were created to hear the voice of God. Nên tôi và quý vị được tạo dựng để nghe tiếng phán của Chúa. Why? Tại sao? Because God is the Word and the Word speaks. Bởi vì Đức Chúa Trời là ngôi lời và ngôi lời đó sẽ phán, sẽ nói ra. Does this make sense so far? Chúng ta có nắm bắt được không ạ? And then we come to Genesis chapter 3. Rồi đến Sáng Thế Ký đoạn 3. And the devil doesn't like the fact that God is walking and talking with people. Và ma quỷ nó không có thích cái sự thật đó là con người đồng đi với Chúa và nghe Chúa phán. In Genesis 3 verse 1, this is what it says. Cho nên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. This is Satan speaking through a snake. Và cái này gọi là Satan nói qua con rắn. Now listen very carefully. Chúng ta lắng nghe cẩn thận. The serpent said to the woman. Con rắn nói với người nữ. Did God really say? Có thật Đức Chúa Trời phán. You must not eat from any tree in the garden. Rằng các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? God's original pattern. Cái khuôn mẫu nguyên thủy của Chúa. I hear the Lord just speaking to me now. Tôi nghe Chúa phán với tôi. Man became a human being not when he was formed from the dust of the earth. Loài người trở nên con người không phải khi họ được tạo dựng từ bụi đất. But when the breath of God entered him. Nhưng mà khi hơi thở của Chúa vào trong họ. We are alive by the Spirit of God. Chúng ta trở nên sống động bởi Thánh Linh của Chúa. And we were created to walk with God, to hear God's voice and simply to live in relationship and obedience out of what he has said. Chúng ta được tạo dựng để nghe tiếng phán của Ngài và đơn giản đó là có một cái sự liên hệ mật thiết với Chúa để nghe điều Ngài phán. Can you go a little bit deeper? Chúng ta có thể nói sâu hơn một chút được không ạ? It's interesting that the one tree God said not to touch was the tree of the knowledge of good and evil. Cái điều thú vị ở đây là cái cây mà Chúa nói họ đừng có chạm đến là cây biết điều thiện và điều ác. God was saying, Chúa phán, I didn't create you to live by knowing what is right and what is wrong. Ta tạo dựng nên con không phải để con biết cái điều đúng và điều sai. Christianity for many today is about not doing what is wrong and doing what is right. Cơ đốc giáo đối với nhiều người ngày hôm nay đó là đừng có làm điều sai, phải làm điều đúng. We've made the goal making bad people good. Chúng ta có một cái mục tiêu đó là khiến những người tồi tệ trở nên người tốt. And God's goal is to keep free people free. Nhưng mà mục đích của Đức Chúa Trời là muốn cho người được tự do, cứ được tự do. God said, I don't want you to be bound by just trying what's right, what's wrong. Chúa không muốn chúng ta bị cột chói bởi cái việc mà mình cứ căng thẳng cái điều đúng và điều sai là cái gì. Because if you eat from that tree and then you know what's right and what's wrong. Bởi vì nếu chúng ta ăn trái từ cái cây biết cái điều đúng và điều sai. You can focus on doing what's right, the rule, without any relationship with the Father. Thì chúng ta chỉ có tập chú vào cái việc đúng hay là sai đó, nó theo một cái sự gọi là một cái luật lệ nào đó mà nó không xuất phát từ mối quan hệ với Chúa. God's greatest desire is that we're intimate with His heart, listening to His voice, not just following rules from a book.
Bởi vì Chúa thiết kế ban đầu là để chúng ta được có thể có mối quan hệ thân thiết với Ngài, lắng nghe Ngài, chứ không phải chỉ tuân theo những cái luật lệ ở trong quyển sách. The body of Christ needs to be set free from legalism. Cho nên thân thể của Đấng Christ phải được tự do khỏi chủ nghĩa luật pháp. But legalism is not getting rid of everything that the Bible says. Bởi vì chủ nghĩa luật pháp không có giúp chúng ta ra khỏi những gì mà Kinh Thánh nói. Because that's called license. Bởi vì cái đó nó chỉ là giống như một cái tờ giấy cấp phép. And God doesn't want us into legalism. Và Chúa không muốn chúng ta chỉ có đi theo chủ nghĩa luật pháp. Doing everything just by the rule book. Làm mọi điều theo cái sách luật nào đó. And God doesn't want us to do everything by license, saying it doesn't matter what I do. Cũng không phải là mình theo một cái tờ cấp phép mình làm cái gì mình thích. God wants us to come to a place of liberty and freedom. Bởi vì Chúa muốn chúng ta đến một cái chỗ của sự tự do. And freedom is found in knowing the heart and the will of God and walking in harmony with the voice of God. Và cái sự tự do là chúng ta biết cách bước đi trong một cái sự thân mật với Chúa. So the first attack of the enemy was to get people to question whether they had heard the voice of God clearly. Cho nên cái sự tấn công đầu tiên của ma quỷ đó là con người có thể nghe tiếng Chúa một cách rõ ràng không? The devil's still trying to do that today to many Christians. Và ngày hôm nay ma quỷ vẫn làm điều đó cho nhiều cơ đốc nhân. Listen to what the serpent said to Eve. Chúng ta nghe những gì con rắn nói với Eva. Did God really say? Chúa có thật sự phán? Many Christians today are questioning, did I really hear from God? Bởi vì có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay thắc mắc, tôi có thật sự nghe từ nơi Chúa không? I've thought that before. Anyone thought that before? Ở đây có ai trong chúng ta đã từng thắc mắc như vậy không ạ? You think you hear the voice of God, but I'm not sure if it's God or not. Đó là chúng ta nghe tiếng phán của Chúa và mình không chắc rằng cái này có phải tiếng phán của Chúa hay là không. Please listen to me with your spirit right now. Xin hãy lắng nghe tôi từ trong tâm linh của quý vị. The origin of the question of whether we hear God or not is the devil. Bởi vì cái nguyên gốc từ cái câu hỏi mà tôi có nghe Chúa hay không đó, nó đến từ ma quỷ. I'm not saying everything we hear is from God. Tôi không có ý nói là tất cả mọi điều chúng ta nghe đều từ Chúa. But I heard the Lord say I want my church to move from questions to statements. Bởi vì tôi nghe Chúa phán rằng ta muốn hội thánh ta di chuyển từ cái việc thắc mắc cho đến một cái câu chắc chắn. He wants believers that don't say, is this God? He wants believers that say, this is God. Chúa không muốn chúng ta từ cái chỗ là cái này có phải là Chúa không, mà nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đây là điều Chúa phán. Praise God. We were created to hear the voice of God. Vì chúng ta được tạo dựng để nghe tiếng phán của Ngài. Because God is the Word and the Word speaks. Vì Đức Chúa Trời là ngôi lời và ngôi lời sẽ được nói ra, được phán ra. Many people have said to me, có nhiều người nói với tôi, where do you get your confidence and boldness? Ông làm sao ông có được cái sự tự tin, cái sự dạn dĩ đó từ đâu? Do you get nervous? Ông có bao giờ cảm thấy and all the language, bồi hồi, bối rối? And all the language from them is about me. Và tất cả mọi cái ngôn từ, những cái điều họ nói ra là về cá nhân tôi. How do I know what to say? Làm sao để tôi biết phải nói gì? How can you be bold, Steve? Làm sao mà anh có thể dạn dĩ như vậy, Steve? How can you hear from God so clearly? Làm sao mà anh có thể nghe Chúa phán rõ ràng như vậy? And I say to them, và tôi nói với họ, and I say to you today by the Spirit of God, và bởi Thánh Linh Chúa tôi nói với quý vị trong hôm nay, that my confidence and boldness doesn't come in my ability to speak or to hear. Bởi vì cái sự tự tin hay dạn dĩ của tôi không đến từ khả năng của tôi. My boldness and confidence comes from an unshakable conviction that God speaks. Bởi vì cái sự dạn dĩ và tự tin của tôi nó đến từ một Đức Chúa Trời không hề bị rung động. This is my confidence. Đây là sự tự tin của tôi. This is my confidence. Đây là sự tự tin của tôi. My confidence when I get up to preach is that God wants to speak to people more than I want to speak to people. Tự tin của tôi là khi tôi đứng lên giảng thì tôi biết rằng Chúa muốn phán với người ta hơn là tôi muốn nói với họ.
My confidence is that God loves people more than I love people. Cái tự tin của tôi đó là Chúa yêu người khác hơn là tôi yêu họ. My confidence is that God wants to set people free more than I want to set people free. Cái tự tin của tôi đó là Chúa muốn họ được tự do hơn là tôi muốn họ được tự do. I pray you get the subtle shift I'm bringing today. Và tôi cầu nguyện để quý vị cũng nhận lấy được sự chuyển đổi này mà tôi mang đến trong hôm nay. It's not about what I can do, it's about what God is doing. Không phải liên quan đến việc tôi có thể làm mà là nó liên quan đến việc Chúa đang làm. It's not about my ability to hear, it's about God's nature to speak. Vấn đề không phải là tôi có khả năng nghe mà liên quan đến cái bản chất của Chúa là Ngài luôn phán. So the devil comes along and his first attack. Cho nên ma quỷ đã đến và tấn công cái điều đầu tiên. Is to get people to question, did you hear God? Để khiến cho họ thắc mắc đó là chúng ta có thật sự nghe Chúa hay không? I'm sure you know the story. Tôi chắc quý vị biết câu chuyện này. Adam and Eve, they ate the fruit. Adam Eva đã ăn trái của cây đó. Their eyes were open to know good from evil. Rồi mắt của họ mở ra biết điều thiện và điều ác. They realized they were naked and they tried to cover themselves. Họ nhận ra họ đang trần truồng và họ tìm cách để mà che. And then the Lord God came down and walked with them in the cool of the day. Và rồi Chúa hiện đến và nói với họ. And then Adam and Eve did what people still try to do today. Và Adam Eva đã làm điều mà con người ngày hôm nay vẫn cố gắng làm. They tried to hide from an all-seeing and all-knowing God. Đó là họ tìm cách để mà lẩn trốn một Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả hay là Đức Chúa Trời biết tất cả. And then God called them and said, Adam, where are you? Và Chúa bắt đầu gọi Adam, con ở đâu? And Adam replied, we hid ourselves because we were naked. Và Adam trả lời, chúng con đang trốn bởi vì chúng con trần truồng. I need you to really listen in the spirit right now. Tôi muốn quý vị hãy thực sự lắng nghe Thánh Linh. Then God says something very insightful. Và Chúa phán một điều. Many people believe the first sin was eating forbidden fruit. Có nhiều người tin cái việc cái tội lỗi đầu tiên đó là bởi vì họ ăn trái cấm. No, that was the result of the first sin. Không phải, nó chỉ là cái hệ quả của cái tội đầu tiên thôi. In Genesis 3 verse 11. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 11. God asked Adam and Eve two questions. Chúa hỏi Adam Eva hai câu hỏi. His first one was, who told you that you were naked? Câu hỏi đầu tiên đó là ai nói với các con là các con trần truồng? His second question was, did you eat from the fruit I told you not to eat from? Rồi câu hỏi thứ hai là các con có ăn cái trái từ cái cây mà tao bảo các con không nên ăn không? We have made it all about eating forbidden fruit. Nhưng mà chúng ta làm cho cái tội đầu tiên giống như là bởi vì do ăn cái trái đó. And we do it even today in the church. Và thậm chí chúng ta làm như vậy ở trong hội thánh ngày hôm nay. But that was the second question God asked. Nhưng mà có một câu hỏi thứ hai Chúa hỏi. His first question, the most important question was, who told you? Câu hỏi đầu tiên và quan trọng mà Chúa hỏi là gì? Ai nói với con? The first sin was listening to a different voice than the voice of God. Cái tội đầu tiên là chúng ta nghe tiếng nói khác hơn là tiếng phán của Chúa. It is still the root of every sin today. Nó vẫn là gốc rễ của mọi tội lỗi ngày hôm nay. Any time I sin even today is because I'm listening to a different voice than the voice of God. Ngày hôm nay khi tôi còn phạm tội là bởi vì tôi nghe tiếng nói của điều khác hơn là nghe tiếng phán của Chúa. Everyone. Mọi người. Every time I step into fear and give way to fear is because I'm listening to a different voice than the voice of God. Mỗi lần mà tôi thấy mình giống như để chỗ cho cái sự sợ hãi len lỏi bước vào, đó là tôi đang nghe tiếng phán, tiếng nói khác hơn là tiếng phán của Chúa. Anytime people steal or lust or commit adultery or do anything wrong. Mỗi lần người ta cướp, người ta phạm tội tà dâm. It's because we are believing something different than what God has said. Đó là bởi vì chúng ta tin vào cái điều mà không phải điều Đức Chúa Trời đã phán. It's all about which voice we are listening to. Cho nên vấn đề là chúng ta đang nghe tiếng nói nào. But there is good news. Nhưng có một tin lành. And the good news is God is the word and the word speaks.
Tin lành đó là Chúa là ngôi lời và ngôi lời thì nói ra. God is a speaking God. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời luôn phán. That's who he is and it's what he does. Và đó là điều Ngài luôn làm. And therefore I was created to live by hearing the voice of God. Cho nên tôi được tạo dựng là để nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. God still speaks today. Amen. Ngày hôm nay Chúa vẫn còn phán. Amen. God wants to restore the original pattern. Chúa muốn khôi phục lại cái khuôn mẫu nguyên gốc ban đầu đó. And I heard the Lord say we have open access into the very throne room of God. Và ngày hôm nay chúng ta được một cái quyền có thể bước vào trong ngai thi ân của Ngài. Hebrews 4 verse 16. Hebrew đoạn 4 câu 16. Let us therefore approach God's throne of grace with confidence. Thế nên chúng ta hãy dạng dị để bước vào ngôi ân điển của Ngài. That we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Để chúng ta có thể nhận lấy sự thương xót và ân điển của Ngài trong lúc chúng ta cần. God is a personal God. Ngài là Đức Chúa Trời của cá nhân. God is a talking God. Ngài là Đức Chúa Trời luôn phán. God is the Word. Ngài là ngôi lời. And God speaks. Và Đức Chúa Trời phán. I'm going to talk in just for a moment or two about just a couple ways God speaks, but I see the brother has come back. You sir, just would you come over this way for a moment? Praise God. I just wonder if someone will come and stand with him. Yeah, the Lord just spoke to me very clearly. Just receive it into your spirit. Chúa phán với tôi rất là rõ ràng, tôi không biết em là như thế nào. Nhưng but the Lord is calling something out of you before its time. Vậy là Chúa đang lấy điều gì đó từ trong em ra trước thời điểm. There is a grace and a call to be a leader of leaders on your life. Bởi vì có ân điển, sự kêu gọi trên cuộc đời của em trở thành lãnh đạo của những lãnh đạo. Lift your hands to heaven, brother. Em vươn tay lift hướng về heaven. Father. Cha ơi. I thank you for that which you have deposited in this man. Con cảm ơn Chúa vì điều Ngài đặt để trong người trai trẻ này. I thank you God before he breathed his first breath. Con cảm ơn Chúa vì trước khi em con thở hơi thở đầu tiên. You wrote the pages and the story of his life. Thì Ngài đã có những câu chuyện, những trang giấy cho cuộc đời của em. And right now I call out the leader of leaders right now. Bây giờ con kêu gọi lãnh đạo của những lãnh đạo. Father, birth it by your spirit. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài khai sinh. I call out the seeds of greatness. Con kêu cái hạt giống của sự vĩ đại đó ra. By the Spirit of God. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. This is not a trick question. Đây không phải là câu hỏi gài. This is a very straightforward question. Đây là một câu hỏi rất là thẳng thắn. I want you to put your hands up if you are breathing. Tôi muốn quý vị đưa tay của mình lên nếu quý vị đang thở. Look around because if someone doesn't have their hands up. Hãy nhìn xung quanh thì tôi thấy có một số tay không có đang đưa lên. We might need to pray for them. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người đó. Everyone look around. Mọi người nhìn xung quanh đi ạ. Look at the hands that are up. Nhìn những cái tay đưa lên đi ạ. Here's the word of the Lord to you. Đây là lời Chúa dành cho quý vị. If you're breathing, nếu quý vị đang thở, you can hear God's voice. Thì quý vị có thể nghe tiếng phán của Ngài. Not occasionally, không phải là đôi khi, but it's a way of living. Nhưng mà đó là lối sống của chúng ta. It is more natural than the air that we breathe. Nó trở nên tự nhiên hơn là cái không khí mà chúng ta thở. So Father, I break off your church right now. Cha, con cầu nguyện cho hội thánh của Ngài. Every lie of the enemy. Mọi cái lời dối trá của kẻ thù. That is said to too many people in this room. Đã nói với nhiều người trong căn phòng này. That you cannot hear the voice of God. Đó là ngươi không thể nghe tiếng phán của Chúa đâu. But I break off the questions, is this God? Cha, con cầu nguyện phá vỡ cái câu hỏi đây có phải là Chúa hay không? And I release a Holy Spirit knowing that we can hear the voice of God. Con khai phóng từ Thánh Linh của Chúa rằng chúng con có thể nghe tiếng của Ngài. Amen. Amen. God still speaks many ways. Amen. Amen. Ngày hôm nay Chúa vẫn còn phán bằng nhiều cách. Amen. God still speaks many ways, but I just want to mention two in our remaining time. Chúa phán bằng nhiều cách nhưng tôi chỉ nói hai điều trong cái khung thời gian chúng ta còn.
God still speaks through His Holy Spirit. Chúa vẫn còn phán qua Thánh Linh của Ngài. Can I hear amen? Tôi nghe amen được không ạ? Amen. God still speaks by His Spirit. Chúa vẫn phán qua Thánh Linh của Ngài. Remember when God walked with mankind, God is Spirit. Chúng ta nhớ không? Khi Đức Chúa Trời đồng đi với con người, đó là Đức Thánh Linh. When the Lord God commanded the man, don't eat from that tree. Khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho con người rằng đừng ăn trái của cây đó. It was the Spirit of God that was speaking. Đó là Thánh Linh của Chúa phán. It wasn't a physical God walking. Không phải là một Đức Chúa Trời có thân thể đang đi với họ. When Jesus came, He came in the flesh. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đến trong xác thịt. But God is Spirit. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Thần Linh. And those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Và ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng Ngài bằng tâm linh và chân lý. So God spoke by His Spirit. Cho nên Đức Chúa Trời phán qua Thánh Linh bởi Thánh Linh của Ngài. God spoke to men who wrote down the Bible, and it was the Spirit of God that breathed the Scriptures into existence. Đức Chúa Trời phán qua những con người viết xuống Kinh Thánh, nhưng mà thực sự là Thánh Linh của Chúa đặt để điều đó hà hơi cho họ. And God still speaks through His Spirit. Cho nên Đức Chúa Trời vẫn còn đang phán qua Thánh Linh của Ngài. John chapter 16 and verse 13. Trong Giăng đoạn 16 câu số 13. Says, but when He, the Spirit of Truth, comes. Khi thần chân lý đến. Notice it says, when He, the Spirit of Truth, comes. Chúng ta để ý là khi đấng ấy thần chân lý đến. Never treat the Holy Spirit as an it. Đừng bao giờ xem Thánh Linh là một cái lực nào đó, một cái gì đó. The Spirit of God is a He. Mà Thánh Linh của Chúa là có thân vị. It's not something mystical from God. Không phải cái gì đó huyền nhiệm, màu nhiệm từ Chúa đâu. The Spirit of God is the person of God the Spirit. Bởi vì Thánh Linh của Chúa là một thân vị. And Jesus said, when the Spirit of Truth comes. Và ở đây lời Chúa nói gì? Khi thần chân lý đến. And notice it calls Him the Spirit of Truth. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong chân lý. It's not the Spirit of opinions. Không phải là Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong những cái quan điểm. It's not the spirit of feelings. Không phải là Thánh Linh của những cảm xúc. It's not the spirit of you be who you want to be. Không phải là Thánh Linh của cái việc mình muốn trở thành người mà mình muốn trở thành. It is the spirit of truth. Mà là Thánh Linh, là thần chân lý. What we need in our world today is a reclaiming of the truth of the word of God. Cái điều chúng ta cần trong ngày hôm nay là tái công bố Đức Chúa Trời của chân lý. Jesus said, when the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Notice He says, I will guide you. Cũng giống như ta sẽ dẫn con. We are not following Jesus or the Spirit if we are leading Jesus and the Spirit. We are not following Jesus if we are leading Jesus. Chúng ta không thể nào đi theo Chúa Giêsu hay là Thánh Linh nếu chúng ta đi trước Ngài được. My wife Sally, who I honor greatly. Vợ của tôi Sally. She is an incredible woman of God. Tôi là một người phụ nữ mà tôi rất là yêu quý. And she received this revelation. Và vợ tôi nhận cái sự mặc khải này. Remember when Peter said to Jesus, you don't need to go to the cross. Chúng ta nhớ Phi-rơ nói với Chúa Giêsu, Ngài không cần phải bị treo trên thập tự giá. And Jesus sounded like He was very harsh, and He said, "Get behind me, Satan." Và Chúa có vẻ nói với lại ông những điều rất là nghiêm, và Chúa giống như là Chúa nói với họ rất nghiêm khắc và nói hãy ra khỏi ta, Satan. And this insight that my wife received, this insight that Sally received. Và trong cái sự mặc khải mà vợ tôi nhận được đó. Is that Jesus had called Peter to follow Him. Đó là Chúa Giêsu gọi Phi-rơ đi theo Ngài. And in that moment, Peter was trying to lead Jesus, saying, "You don't need to go to the cross. There's an easier way." Nhưng mà trong cái lúc đó, có vẻ như Phi-rơ đang tìm cách dẫn dắt Chúa, nói với Chúa rằng Ngài không cần phải theo đi cái cách đó vì có cách khác dễ hơn. And this is about position. Và cái này liên quan đến cái địa vị. Jesus said, "Peter, get behind me." Và cái này nó liên quan đến cái vị trí mà Chúa nói là Phi-rơ, hãy ra phía sau ta. You're meant to follow sau ta. Me. Con là phải đi theo ta. I don't follow you. Ta không có đi theo con. So get behind. Cho nên con phải lui ra phía sau ta. Why did He say get behind me, Satan? Tại sao Ngài nói rằng hãy lui ra khỏi ta, Satan?
Because even when Satan tempted Jesus in the wilderness. Bởi vì khi Satan cám dỗ Chúa ở trong đồng vắng. He said, if you bow down and worship me, you don't even have to go to the cross. Thì nó nói rằng Ngài chỉ cần quỳ xuống và thờ lại ta, không cần phải đi con đường thập tự giá. We are called to follow the Lord. Chúng ta được kêu gọi để đi theo Chúa. Not lead the Lord. Không phải là dẫn Chúa theo mình. And the Spirit of God is the Spirit of truth. Và Thánh Linh của Chúa là thần chân lý. And he will guide us and lead us into all the truth. Và Ngài sẽ dẫn chúng ta, hướng chúng ta vào mọi chân lý. And Jesus said he will not speak on his own, he will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come. Vì Ngài không tự mình nói nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho con những gì sẽ đến. I want you to get this. Tôi muốn quý vị nắm điều này. Jesus said the Holy Spirit. Chúa Giêsu nói Đức Thánh Linh. Who is the Spirit of God? Là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Does not speak on his own. Không tự mình nói. He only speaks what he receives from his Father. Mà Ngài chỉ nói những gì Ngài nhận từ Cha. If that's good enough for the Spirit of God, then that's good enough for the body of Christ. Nếu điều đó là đủ tốt cho Thánh Linh thì nó cũng là điều đủ tốt cho thân thể của Đấng Christ. So God still speaks. Cho nên Chúa vẫn His còn phán qua Thánh Linh của Ngài. One of the things that I've discovered really deeply. Một trong những điều mà tôi khám phá một cách sâu nhiệm. Is that the Spirit of God is speaking to me more than I'm listening to Him. Đó là Thánh Linh phán với tôi nhiều hơn là tôi nghe Ngài. Many times we don't hear what the Spirit is saying because we are focused on what we want to hear. Nhiều lần chúng ta không nghe Chúa phán với mình bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào việc điều mình muốn nghe thôi. Does that make sense? Rõ không ạ? The essence of the prophetic is not God confirming what I want, but it is God speaking what He wants. Vấn đề để chúng ta bước vào trong lời tiên tri một cách tự do không phải là tôi muốn lời xác chứng của Chúa theo cái điều mình muốn mà là tôi muốn nghe ý muốn của Chúa, điều Chúa muốn phán với tôi. So God is speaking, but are we listening? Cho nên Chúa phán và chúng ta lắng nghe. God is leading, are we following? Chúa dẫn dắt và chúng ta đi theo. But I'm also aware that hearing the Holy Spirit can be subjective. Nhưng mà tôi nhận ra một điều đó là nghe Thánh Linh phán có thể là chủ quan. So how do we know if it's the Spirit of God? Làm sao chúng ta biết rằng nó từ Thánh Linh của Chúa? Because God speaks through His Word. Bởi vì Ngài phán qua lời của Ngài. Anything that contradicts this is not the Spirit of God. Bất cứ điều gì chúng ta nghe mà nó trái ngược mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời không đến từ Chúa. Amen. Amen. And that's anything. Bất cứ gì. God made them male and female. Anything different is not true because it's contrary to the word of God. Chúa tạo nên người nam và người nữ nên bất cứ gì trái ngược với lời của Đức Chúa Trời là không đến từ Chúa. God made marriage between a husband and a wife. Anything different is wrong because it contradicts God's voice through God's word. Cho nên Chúa thiết lập hôn nhân giữa người chồng và người vợ và bất cứ cái gì mà nó trái ngược với lời Chúa nó là sai, không đến từ Chúa. We've got to get past being politically correct and we've got to start being biblically correct. Cho nên chúng ta phải vượt qua những cái điều mà chính trị cho là đúng mà chúng ta phải tin vào cái điều Kinh Thánh nói là đúng. I just won't enter into an argument with someone that says something different to what God's word says. Tôi đã từng tranh luận với một số người nói rằng ôi lời của Chúa nói này hơi khác nè. In Joshua 1 verse 8. Joshua đoạn 1 câu 8. It says keep the book of the law always on your lips. Quyển sách luật pháp này chớ có xa miệng của con. Meditate on it day and night. Hãy suy gẫm ngày và đêm. So that you may be careful to do everything written in it. Để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Then you will be prosperous and successful. Vì như vậy con sẽ được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. My number one encouragement to most Christians is this. Một trong những điều khích lệ đầu tiên cho những Cơ Đốc nhân đó là get this into you. Hãy để cho những điều của lời này vào trong chúng ta.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Con đã giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Ngài. Your word is a lamp to my feet and it is a light to my path. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối của con. God's word is simply God's voice revealing God's heart. Lời Đức Chúa Trời chỉ đơn giản đó là sự bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho chúng ta. And when more Christians ask me, how do I hear God's voice? Có nhiều người hỏi tôi làm sao để tôi nghe tiếng phán của Chúa. The Lord said to me, Chúa phán với tôi, tell them, hãy nói với họ, give God some word to work with. Đó là hãy cho Chúa một số lời để Chúa có thể dựa vào đó mà hành động. Jesus overcame the devil by saying, it is written. Chúa nói với ma quỷ rằng có lời phán. Not because he supernaturally knew everything on this book. Không phải là bởi vì Ngài biết tất cả mọi thứ ở trong cái quyển sách này một cách siêu nhiên. But because he was 12 and in the temple and he was memorizing and storing the Torah up in his heart. Đó là bởi vì năm 12 tuổi Ngài vào đền thờ và Ngài học thuộc kinh Torah ở trong lòng của Ngài. And the more you have this in your heart. Và chúng ta càng có lời Chúa ở trong lòng. The more the Holy Spirit can bring back to your memory what you have stored up in your heart. Thì Thánh Linh lại có thể nhắc cho chúng ta nhớ những điều mà chúng ta đã học thuộc, đã tích trữ trong lòng của chúng ta. Praise God. Lời khen Chúa. Would you stand with me? Xin cùng đứng với tôi. I just want to pray for you as I finish. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị khi kết thúc. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. If you're in this room today, nếu quý vị ở trong căn phòng này trong hôm nay, and you wrestle with the question, I'm not sure if I hear God or not. Và quý vị đang tranh chiến với việc cái câu hỏi là tôi có nghe Chúa hay không, tôi không chắc. But you never want to be thinking that again. Và chúng quý vị không muốn suy nghĩ cái tư duy đó nữa. Then my prayer is that this word will take root in your heart. Thì lời cầu nguyện của tôi cho quý vị là nguyện lời được chia sẻ trong hôm nay sẽ đâm rễ trong quý vị. And you will believe with all your heart that God is the word and the word speaks. Để quý vị hoàn toàn tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời là ngôi lời và lời được phán ra. And that I was created to hear and live by the voice of God. Chúng ta được tạo dựng để sống là nghe tiếng phán của Ngài. Father, I release your blessing on your friends, your people. Cha, con khai phóng phước hạnh của Ngài trên anh em con. Your sons and daughters. Là những con trai, con gái của Ngài. Those who were created by you, by your voice. Là những người được tạo dựng bởi Ngài, bởi tiếng phán của Ngài. To hear your voice. Để nghe được tiếng của Ngài. And we silence every lie of the enemy. Và ra lệnh cho tất cả mọi lời dối trá của kẻ thù phải nín lặng. That says, did God really say? Đã khiến cho anh em con thắc mắc rằng đó có phải là Chúa thật sự phán không? And we commit to being people of God's word. Chúa, chúng con cam kết để trở thành người của lời Đức Chúa Trời. We commit to being people who are led by God's Spirit. Chúng con cam kết để trở thành người sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. And may our lives be glory to the Father in heaven. Nguyện cuộc đời của chúng con dâng vinh hiển cho Cha thiên đàng. In Jesus' mighty name. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. 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 God bless you. Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Ngài thật là tuyệt vời. Nguyện xin Chúa khắc ghi lời Chúa vào lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là để nghe tiếng phán của Ngài. Và lời Ngài chúng ta đã nghe rồi. Xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa để cuộc đời theo Chúa chúng ta được phước. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.